Hello các bạn, mình là Huy và đây là thú vui nuôi kiến kiện của mình. Mấy ngày nay mình bị ốm nên mình đã không đăng video nào. Hôm nay mình đã khỏe hơn nên mình đã tranh thủ quay video cập nhật tình hình sơ lược các đàn tiên. Đầu tiên là Iridomi Messenzep, hay còn gọi là kiến bạo chúa. Mình đã bắt được bác kiến chúa này vào ngày 14 tháng 5. Đến nay sau hơn 1 tháng thì đàn kiến phát triển khá tốt. Hiện tại đàn kiến có khoảng 15 kiến thở. Tiếp theo là Camponotus nicobarensis. Cách đây khoảng 5 tháng thì bà mình bắt được và cho mình bác kiến chúa này. Mình đã dưỡng bác kiến chúa gần 3 tháng mới có lứa thở đầu tiên. Đến nay thì đàn kiến đã có khoảng 20 kiến thở. Hôm nay là thăm dưỡng bác kiến chúa Pseudoneponera rufais. Mình đã dưỡng bác kiến chúa này được khoảng 1 tháng. Đàn kiến rufais này của mình mới mua tổng tiết. Hiện tại đàn kiến này có 1 kiến chúa và 3 kiến thở. Đàn kiến này cũng nuôi rufais, nhưng đàn này không có kiến chúa mà chỉ có gamer. Tiếp theo đây là đàn kiến mình dùng để dưỡng bác kiến chúa Tapio Mini. Bác kiến chúa này cũng được bằng mình bắt và cho mình cách đây 1 tháng. Còn đây là đàn kiến Odontoponera tenspersa mình đã giới thiệu với các bạn cách đây 2 tuần. Hiện tại đàn kiến khá ổn định, kiến chúa đã đại nhiều trứng hơn. Tiếp theo là đàn kiến Carabala diversa mình đã giới thiệu với các bạn từ tuần trước. Hiện tại hai bé kiến chúa rất khỏe, mình sẽ nói chi tiết hơn vào video sau. Còn đây là đàn kiến Theta Ponera ruponigra. Hiện tại đàn kiến đã có 6 kiến thở và có rất nhiều trứng và ấu trùng. Tiếp theo là đàn kiến Hapenatus benator. Trước đó trứng và ấu trùng đã bị đàn kiến ăn mất. Hiện tại thì đàn kiến đã ổn. Chúng rất thích ăn ghế. Khoảng 2 đến 3 ngày mình cho chúng ăn một lần. Đây là đàn kiến Camponotus parius. Mình đã nuôi đàn kiến này khoảng 5 tháng trước. Chúng phát triển rất nhanh. Mình đã phải mở rộng đàn kiến để có đủ không gian cho chúng. Camponotus hay còn được gọi là kiến thờ mộc. Chúng có rất nhiều phân loại. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở video sau nhé. Còn đây là kiến Diacama rugosum. Đàn này không có kiến chúa mà có gamer. Hiện tại đàn kiến có khoảng hơn 20 kiến thờ. Hai đàn kiến tiếp theo mình nuôi Polyrhizis dies, một loại kiến rất dễ nuôi. Chúng thường sử dụng ấu trùng của mình để dệt nên tổ kiến. Mình đã nuôi hai đàn kiến mẹ từ Tết âm lịch. Thức ăn yêu thích của chúng là đường, mật ong và dâu. Và cuối cùng là hai đàn kiến Solenosis laminata, hay còn gọi là kiến lửa. Chúng phát triển rất nhanh. Lúc mình quay theo như các bác kiến thở đang ở trong nest, mình sẽ quay cảnh đàn kiến ảo ra khi chăm mồi cho các bạn sau nhé. Video này mình chỉ tóm tắt sơ lược các đàn kiến mình đang nuôi. Mình sẽ nói chi tiết hơn các đàn kiến ở các video sau nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.